Dạ, hello Ngô Nguyễn, xin chào cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại Ngô Nguyễn của em nha. Hôm nay thì thứ bảy anh chị. Thứ bảy hình như là ngày 31 đó. Thứ sáu anh chị em nhầm nha, thứ sáu ngày 31 coi như là cũng là cái ngày cuối tháng 3 rồi. Đăng thì em sẽ lại tiếp tục lên clip và cập nhật giá tại bên cửa hàng mô tô Phương Nam Gia. Cho chị các bạn cô chú mình tham khảo nha. Gần đây nhất là mình có hai cái video clip. Anh giảm giá quá trời luôn. Clip gần đây nhất mình không tính là clip trước anh giảm đâu là tầm 3 triệu. Cái clip gần đây nhất anh là giảm tiếp tục 2-3 triệu nữa trên cái giá của cái lần trước nữa. Tính ra rất là ok luôn. Thì không biết là hôm nay giá cả có giảm hay có tăng hay như thế nào không. Thì mời cô chú anh chị theo dõi video cùng với em nha. Nhưng mà đặc biệt là xe mới luôn luôn có nha chị, xe mới về luôn luôn có. Đây đây là về cái mặt tiền, cái bảng hiệu của cửa hàng mô tô xe máy Phương Nam Gia anh chị nha. Số 5 Lý Thường Kiệt, khu phố Thắng Lợi, Dĩ An, Bình Dương anh chị nha. Giờ em mời tất cả anh chị các bạn cô chú vào trong gặp anh Thắng nha, để anh cập nhật giá cho tất cả bà con mình luôn. Bật tí xong có gì xong rồi mà nhá. Đây, mình chờ bạn mình vào lại nha. Ơi, em chào anh Thắng. Dạ. Hello cả nhà. Dạ. Rồi, em chào anh. Rồi, xin chào toàn thể anh chị em. Chào anh chị em đang xem kênh Ngô Nguyễn. Dạ. Thì hôm nay bên Ngô Nguyễn em Liêm tới lại giới thiệu các mẫu xe bên cửa hàng cho quý anh chị em mình nhé. Thì nói chung là kỳ này thì cũng đang có chương trình giảm giá cũng rất sâu luôn đấy. Em nhớ là hai cái video vừa rồi á là anh giảm giá là em thấy là khách hàng là comment nè, rồi em thấy là có nhắn tin với em riêng về trong cái phần Zalo của anh, mặc dù không nhiều nhưng mà nhắn tin riêng với em là nói ok đó. Em cứ cập nhật cái nơi đó để anh tham khảo với. Thì anh thì chưa có mua liền bây giờ, nhưng mà em cứ cập nhật để anh tham khảo rồi anh đến với cửa hàng. Thì không biết là hôm nay anh Thắng là giá cả là cái giảm giống vậy nữa không anh? Thì nói chung là bên cửa hàng vẫn còn những chương trình giảm giá sâu mà vừa chia sẻ với em với lại toàn thể anh chị em mình đó. Thì cụ thể như thế nào thì trên cái video này thì em sẽ báo giá nó cụ thể luôn. Thì trước khi vào video thì cũng xin nói sơ qua một chút, giới thiệu sơ qua một chút về cửa hàng. Thì bên cửa hàng là địa chỉ số 5 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương, và có bán hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Anh chị em mình cần hỗ trợ chuẩn bị cho em chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Và bên cửa hàng có bán ship online cho anh em mình ở xa. Ví dụ anh em mình không tới được thì chỉ cần đặt cọc cho cửa hàng sẽ ship cho anh em mình. Và đặt cọc như thế nào thì để mà tránh chuyển nhầm hoặc là đặt cọc nhầm thì anh em mình là cứ liên hệ trực tiếp với ảnh đi, rồi qua Zalo cho nó dễ dàng anh chị nha. Và có thể là ví dụ như con SH này, anh chị em mình xem được video này, chụp lại màn hình, rồi anh chị em mình gọi trực tiếp Zalo cho em cho coi trực tiếp, rồi là đúng người đúng xe thì anh em mình chốt nhá. Đấy để mà cho nó khỏi bị nhầm lẫn đấy mà. Thì số điện thoại anh Thắng thì em cũng có để ở trên cái góc trái màn hình. Thì anh chị các bạn mình lưu ý nha, thì mình cứ liên hệ trực tiếp đúng số đó, mình gặp ngay với anh Thắng luôn. Thì anh sẽ tư vấn anh em mình rõ ràng hơn và hai bên sẽ trao đổi. Nếu như mà có nhu cầu ship hay gì đó thì mình đặt cọc thì trực tiếp với anh Thắng nha, để tránh nhầm lẫn anh chị các bạn mình nha. Rồi ok. Thì vào đầu video thì chắc giới thiệu luôn với anh chị em mình là những cái mẫu xe mới về trước. Thì xong bắt đầu mình mới vào những cái dòng kia sau nhá. Dạ rồi ok. Thì ở đây đầu tiên là cái con màu vàng này. Đó khác nha anh em. Con này con này là SH Ý nhá. Con này thì mới đổi xe của khách xong. Biển số 84. Con này thì khách đổi con G3. Chia sẻ lại cho anh chị em mình. Phiên bản 125 đời 2011. Hàng 3 cục đấy. Hàng 3 cục đó anh em. 84B2 11459. Con này cửa hàng chia sẻ lại cho anh em mình là 89 triệu. Mà con này nhìn nó đảo quá trời anh Thắng ha. Nhìn đúng cái màu của nó phải nói là cực kỳ là đẹp luôn em. Quá nổi, 89 triệu. Máy móc thì êm, zin, dàn ngoài, dàn lông thì rất là đẹp. Nói chung là dòng SH này thì cũng giống như là con cưng. Đúng rồi. Giá trị nó cao quá mà. Giá trị nó cao. Cái lúc trước thì giá mấy cái mẫu này thì nói chung là nó cũng cao hàng trăm. Cách đây chỉ một vài tháng thôi, trăm hơn trăm nữa. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là theo cái giá thị trường. Bây giờ thì bên cửa hàng bán cái giá là 89 triệu nhá. 125 SH hàng Việt Nam 3 cục nha anh em. Nói chung là cũng gọi dạng nói tiếng Việt Nam 3 cục nhưng nó là cũng nhập từ Ý về Việt Nam mình ráp lại mà thôi. Đúng rồi. Giống như một cái xe Ý vậy đó. Ráp 3 cục đó. Dạ, biển số tại 84 Trà Vinh B2 11459 nha anh chị ha. Hay nói đùa với nhau gọi là Việt Kiều Ý. Dạ. Rồi, con này là rồi. Con BCX. BCX 150.
mấy video trước là anh chị em hỏi rất là nhiều cái dòng này. Hôm nay mới về một con. Còn mấy con phiên bản như mấy video trước là 125 thì cũng đã hết. Dạ. Ừ. Con này 150. Rồi, 150 nha anh em mình nha. Đó. Cái dòng 150 thì được cái là máy móc nó mạnh anh em. Đó, thì các anh nào mà to con bự mà cần cái thấy tốc độ có sức khỏe xe thì lựa chọn con như thế này ha. Cái dòng này rất là chạy sao thoải mái anh Thắng ha. Nhìn dáng là thấy nó thoải mái rồi. Con này thì 2019, biển số 65. Xe nói chung là máy móc đều là ok hết, khi mà về đến cửa hàng cũng đã kiểm tra đầy đủ cho anh chị em mình rồi, cho nên anh chị em mình sẵn sử dụng thôi. Thì con này bên cửa hàng bán với giá là 56.900 nhá. 56.900. Anh chị em mình có quan tâm thì alo cho em. Ví dụ như là anh chị em mà cần hỗ trợ trả góp thì chuẩn bị cho em từ 15 đến 18 triệu để nhận xe nhé. Dạ. Biển số là Cần Thơ nha anh em, 65B2-26872 nha. Máy lọc phát ha. Máy lọc phát. Dạ. Rồi tiếp theo là một chiếc Exciter 155. Phiên bản 155 khóa chìa. Khóa chìa con này là biển số 94. Dạ. À, 94. 94 là của Bạc Liêu nha các bạn mình ha. 94 Bạc Liêu. 15556, trời, biển số tính ra là nó cũng rất là đẹp luôn đó chứ. 15556, gần tứ quý năm anh chị mình ơi. Đây, camera quay phía bảng số cho anh em mình coi cho nó. Quay cái bảng số cái đi em, để cho anh em mình theo dõi cho nó đã một cái. Biển số dễ nhìn đẹp luôn anh chị. Con này bên cửa hàng bán cho anh em mình là cái giá là 32 triệu. Dạ. 32 triệu. Đó. Đo 19.000. Dạ. Cập nhật nhanh, khóa chìa. Cái giá là thời điểm này mới được cái giá tốt này, còn lúc trước thì giá nó, nếu ví dụ như là phân khúc này thì nó phải cao hơn rồi. Cái hai nữa là cái bảng số thì rất là đẹp mà bên cửa hàng thì không có bán cái cụm từ số đẹp. Dạ. Trừ khi cái nào gọi là nó quá đẹp thì mình mới bán thôi, còn cái này nó cũng là tương đối đối với anh Thắng là bình thường nha. Bình thường. Không quan tâm nhiều lắm. Dạ. Rồi, một chiếc Winner 150 ABS WinX DV2 nha anh em, đang nhám. Con này là biển số 59V3, biển số Sài Gòn. Dạ. Con này là phiên bản đen nhám, đen vàng đồng ABS. Dạ. 22343. Thì cũng mới về xong thì con này bên cửa hàng bán cái giá biển Sài Gòn bán anh em mình là 25.900 nhé. Dạ, 25.900.000 nha anh em. Xe máy nói chung rung, máy móc êm ru. Xe thì chính chủ sang tên này kia được hết luôn. Dạ. Rồi ok anh. Tiếp tục đây mình có một chiếc Winner V1 nữa nè. Và đây là bản V1. Đó, được xử lý là dàn áo nên nhìn bóng ngáo đã không anh em. Con này mang biển số là An Giang 67F1-29077 nha. Vô cho anh em mình một cái lon bô rất leo nữa. 67, cái màu xanh rất là đẹp luôn. Con này giá hiện tại là bao nhiêu anh Thắng? Con này bán cho anh em mình 22 triệu. Dạ, 22 triệu đồng nha anh chị các bạn mình ha. 22 triệu nhé, máy móc êm zin nhé. Ok anh. Alo. Rồi, 22 triệu. Có lên cái lon bô rất đẹp sẵn cho anh em mình luôn. Trời, trời em chứ. Mới bán rồi anh ơi. Rồi, để xem anh Thắng coi đây là những dòng xe mới về nè. Để xem bây giờ anh Thắng anh sẽ tiếp tục cập nhật cái dòng xe nào cho anh em mình luôn ha. Chờ 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 em xíu, em đang quay dở cái video xong em điện nhá. Trong đây mọi người GSX chứ còn nhiều anh ạ. Đang giảm giá đó. Exciter Winner rồi cũng rất là nhiều luôn nè. Con màu đỏ à? Dạ. Đỏ đen thì con đấy cũng bán rồi, nhưng mà còn con khác thì em cũng bớt cho nhá. Dạ ok. Một chiếc Winner. Dạ dạ ok anh, em đang quay dở video. Màu đen bóng, mâm đỏ. Nhìn rất là đẹp. Yeah. Biển số 62 đó. Máy móc thì zin. Dạ. Yeah. Bán anh em mình 22 triệu luôn. 22 triệu thôi không anh? 22 triệu. Cái dàn áo màu đen bóng này phải màu nói là bóng. Nhìn nó rất là đẹp luôn á nha anh em. Rất là đẹp. Dạ. Yeah. Cái mẫu V này thì thân hình của nó là nhỏ gọn. Yeah. Đó. Xe mà nói chung là sạch sẽ thì nhìn cái xe nó rất là ok, đúng cáp. Biển số Long An nha anh chị, 62M185047 nha. Rồi, sang đến đây là phiên bản màu đen nhám. Con này thì giá cũ của nó thì nó cũng ấy lắm, nhưng mà bên cửa hàng giảm cho anh em mình 22 triệu thôi, bán đồng giá hết. Dạ. Máy móc zin. Biển Cần Thơ nha anh em, 45836, cũng có lên cho anh em mình một cái lon Brad Leo nhưng mà dán Sonic nha. Hai con này đều đi ống nước kiểu của Samco hết rồi. Cái bên cũng con đen nhám tiếp theo. Đó. Biển số 73. Dạ. Con này là 24.900.000 thì giảm anh em 1.900.000 còn 23 triệu nhé. Dạ, còn 23 triệu đồng nha anh em.
Còn cái bên kia cũng con đen nhám 2018 anh em, heo màu đỏ kìa. 23.900.000 biển số 74, giảm anh em mình 1.9 triệu luôn. 22 triệu. Nói chung quy là anh em mình cứ chuẩn bị khoảng 21 22 triệu là đưa em nó về. Hoặc là ví dụ anh em mình có cần hỗ trợ trả góp thì cầm căn cước công dân tới. Cũng có thể anh em mình không cần phải trả trước nhá. Rồi còn vào trong đây là mấy mẫu Raider nè, Sonic nè, Raider, Sonic, Satria. Đó, cái mẫu này thì bên cửa hàng cũng vừa rồi cũng giảm rất sâu. Anh em mình cảm thấy hợp lý thì ủng hộ em này. Hai con đầu tiên, hai con này thì rút hồ sơ thì chưa xong thì bỏ qua một bên. Con Sonic à. Còn hai con Sonic này đi, con Sonic con biển số 69. Con này cái giá cũ của nó là 34.900.000. 34.900.000. Nhưng mà trên cái video này giảm cho anh em mình 2 triệu đi. Giảm 2 triệu là còn có 32.900.000 thôi. Đó, hai con thì máy móc đều là zin hết nhá. Đây anh chị với các bạn nha. Yếu bình. Khi anh em mình mà giao dịch xong thì bên cửa hàng sẽ kiểm tra đầy đủ bình bọt rồi là hương tiếng cho cả nhà mình, thay nhất miễn phí luôn nhá. Con bên đây là biển số 67. Con này là có lên cho anh em mình một cái cặp bánh mâm nha, Racing Boy 6 cây nha anh em, ống nước kiểu nè. Rất là đẹp, màu đỏ. Con này thì cũng vậy, giá cũng vậy luôn. Nó cũng giảm cho anh em mình chỉ còn 22.900.000. Dạ, 22.900.000 luôn. 9. Rồi, ok anh. Tiếp theo là một con Satria có đi Boe lọc trụ nha anh em. 66H137670. Thì con này giá của nó trên đây là 30.900.000. Anh em mình tới bên cửa hàng giảm cho 1.900.000 luôn. Còn có 29 triệu. 29 triệu với cái mẫu size chia như này. Lúc trước anh em mà mua thì cũng nó cũng phải là cách đây chừng tháng, nó ngon ngót 40 nữa. Một kỳ này giá cực kỳ là tốt luôn. Và hỗ trợ trả góp này kia cũng rất là ok. Rồi Raider đây, Raider full xăng điện tử biển số 61. Con này 27.900.000. 27.900.000. Anh em mình tới thì cô ra lọc ra lá cho anh em mình nhé. Yên tâm vấn đề đó nha anh chị ha. Ở xa đến là có lọc lá phê pháo hết à. Cái bên con này có được sơn cái cặp bánh mâm màu bạc nha anh em. Dàn áo nói chung là được dán tem bọng mới lại nên nhìn cũng rất là đẹp. Biển số 65 Cần Thơ nha anh em. Cái này để nó con này là bán cho anh em mình đây, cái giá đấy nó là 35 triệu. 35 triệu thì giảm sâu luôn thôi. Bán anh em mình 32 triệu thôi. 35 giảm giờ còn 32. Giảm 3 triệu luôn. Biển số 65 anh em mình quan tâm nhé, nhớ cái biển số giúp em. 65L146042. Rồi, tiếp tục anh em mình đến con Raider Sunker nha anh em. Con này mang biển số là 59B125423 nha anh chị. Màu xanh nhìn bắt mắt ha. Con này thì lúc trước thì cũng có lên một vài video. Nhưng mà xe mấy hôm trước là chưa có rửa, hôm nay là lôi ra rửa xe nó đẹp thế. Đúng rồi. Xe hôm nay bóng sáng lắm. Bán anh em mình 18 triệu thôi. 18 triệu đồng nha anh em. Biệt hiệu là em trai thần gió đó. Đúng rồi. Chạy mạnh lắm. Chắc giới thiệu luôn mấy cái dòng Winner. Winner X đi. Winner X. Đây, Winner X anh em. Màu xanh. Con màu xanh này là con, là thắng thường con, nha con, anh em. Con màu xanh này thì là thắng thường. Mà cái dòng này thì bên cửa hàng như xem mấy video trước đấy, cửa hàng là giảm kịch luôn. Ví dụ như là mấy cái dòng bản CBS thì bên cửa hàng bán với 23 triệu 500. Thì con này là bán cho anh em mình là 23 triệu 500 nhá. 23 triệu 500 thôi. Rồi. Cái bên là con màu đỏ HRC nha anh em, ABS. ABS. Biển số 36, con này bán anh em mình 25 triệu nhá. 25 triệu. Sang đến con bên đây. Biển số 75. Đen vàng đồng, cũng ABS luôn, bán 25 triệu luôn. Máy móc zin. Bên cửa hàng bảo hành cho anh em mình là 6 tháng luôn nhá. 6 tháng luôn em. Tiếp theo là một con Winner X, phiên bản nó là cũng là phiên bản thắng thường luôn. Màu đỏ candy rất là đẹp luôn, biển số An Giang 67. Bán anh em mình 23 triệu 500. 23 triệu 500. 72345. Tính ra biển số cũng đẹp nha, 2345 ha. Thì tính là 234 23456 cũng có đầy đủ luôn á, 67 có hết á. Mà xếp hơi lộn xộn tí. Rồi, con này biển số 47. Con này thì 2019.
47 45314 bán cho nhà mình 23 triệu nhé. Dạ, 23 triệu. Này anh em yên tâm nha, mặc dù là giá anh Thắng đã giảm rồi nhưng mà anh Thắng cũng có chia sẻ là anh em mình cứ đến với cửa hàng, anh em vui vẻ thiện chí nhiệt tình thì lọc lá cà phê săn cậu đều có hết anh Thắng ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi sang đây tiếp theo là phiên bản ABS nữa. Dạ. Biển số 95 81157. Bán anh em mình 25 triệu luôn. 25 triệu. Video trước như nào video này cũng vậy. Dạ. Cho nên dễ. Cái bên con HRC của V2 Thắng ABS đàng hoàng nha anh chị. Con này biển số 66H1 40281. Dạ. 25 triệu tiếp theo. Dạ. Đó thấy không? Bây giờ mà mua xe mà phiên bản mà ABS mà còn 25 triệu này. Dạ. Đây bên đây con màu vàng nè, sơn 3D ha. Sơn 3D màu vàng, biển số 67 36064. ABS cũng 25 triệu luôn. Dạ, ABS đầy đủ nha anh chị. Anh em mà có xe mà muốn trao đổi thì cũng cứ đến tại cửa hàng hoặc liên hệ với anh Thắng đi, ảnh tư vấn cho anh em mình ha. Trao đổi xe đầy đủ hết. Ok. 2019 Euro thì cũng 19-20 ngàn này, 19 ngàn. ABS luôn. ABS bán anh em 25 triệu luôn. Biển 36 nha anh em, 80361. Có lên cái chắn bụng phía sau, biển số rút gầm cho anh em luôn nha. Rồi sang đến con cuối cùng. Đó, bán cho anh em mình 25 triệu luôn, biển. Dạ. Số 93 23030, số cặp nha anh em. Con này là ABS màu xanh nhám bạc camo đó anh em. Đó, để coi anh Thắng anh sẽ báo giá con này với anh em mình là bao nhiêu ha. 25 triệu. Dạ rồi, cũng là 25 triệu đồng luôn anh em. Nên là đồng giá trên lệch nhau 500 vậy thôi đó. Ờ, đi côn tay thì sẵn đây chắc giới thiệu luôn mấy cái dòng mô tô này luôn đi. Dạ rồi. Rồi cho nó dễ. Con bên đây thì giảm rất sâu. Giá lúc đầu 23 triệu. Dạ. Giảm đến 19 triệu rồi. Dạ. Mà bây giờ anh em mình mua bán anh em mình 18 triệu luôn. Dạ. Đó. Con này là PKR nhá cả nhà mình nhá. Dạ. KBR. KBR nhá. Dạ. KBR. Biển số 84, máy móc cực kỳ là ok. Anh em mình mà trải nghiệm những dòng mô tô mà cái giá thì nó thấp thua WA. Còn có 18 triệu thôi. Dạ, WA bây giờ anh em mà mua là nếu mà chưa có ra tên biển số gì cả nó cũng mới là 20 lẻ rồi đó. Đó. Chiếc xe này chạy ngầu ngon hơn rất là nhiều. Rồi, mô tô con này là CB. Dạ. CB 190. Hết xăng rồi. CB 190 nha em, CB 190 nha. Đó, con này thì biển Sài Gòn đời 2016. Giá là 34.900, giảm cho anh em mình 1 triệu rồi còn 33. Anh em mình tới em sẽ giảm tiếp luôn. Dạ. Giảm cho anh em mình 900 nữa chỉ còn có 33 triệu thôi. 08694 nha anh em, 593. Anh em nếu ví dụ như là đi mà trải nghiệm những cái mẫu như này, thích những dòng mô tô thì cái giá như tầm này thì anh em mình thoải mái rồi. Yeah. Thoải mái trải nghiệm, không có sự lo lỗ bao nhiêu cả. Yeah. Ví dụ như anh em mình chán và quay đầu hoặc là lên đời này khác. Tại vì cái giá bây giờ nó đã là quá thấp rồi mà. Đúng. Nên là mọi người cũng không lo vấn đề mà lỗ nhiều nữa đâu. Tiếp theo là nguyên một cái dãy mà gỡ tiếp bản R. Và nói chung là hai video vừa rồi là mình có để ý là anh Thắng anh giảm giá trong này rất là sâu. Đúng rồi. Đó, thì không biết hôm nay như thế nào thì... Rồi hôm nay riêng cái GSX này trên cái video này luôn. Em cũng giảm giá 24, còn có năm trước à. Yeah. Giảm giá, đồng giảm giá 3 triệu cho anh em mình hết luôn nhá. Yeah. Con này là biển số 86, 31.900, 2019, giảm 3 triệu chỉ còn có... 28.900 thôi. Dạ, 28.900 nha anh em ha. Máy móc thì bao zin cũng còn bảo. Dạ. Hành này kia cho anh em mình hết, cho anh em. Dạ. Mình cứ yên tâm. Rồi. Có lên cặp đèn chợ sáng cho anh em nha. Lên chợ sáng, lên đồ này kia cũng đầy đủ hết rồi. Dạ. Ok chưa? Đó. Rồi, sang đến đây một con màu đỏ đen tiếp theo. Phiên bản 2020. Còn bên đây thì 2021, con này là biển số 67. Dạ. 36.900 mà giảm 3 triệu còn 33.900. Cái này là phiên bản ABS nha anh em mình nhé. Dạ. ABS. Tiếp theo cũng là con GTX bản R. Con đó thì nó mang cái biển số là 68E136062 nha anh chị, Kiên Giang. 32.900, giảm anh em mình 3 triệu rồi còn có 29.900 thôi. Dạ, 29.900. Đỏ đen. Xe nó nói chung là cực kỳ là đẹp luôn. Dạ. Rồi, sang đến đây là phiên bản 2021 này nữa. Con này là giá của nó là còn này là 36.900 mà. Yeah. Giảm cho anh em mình là 3 triệu. Dạ. Yeah. Con này được cái là cái màu sơn 3D của nó nhìn cực kỳ là thể thao, mắt luôn nha anh em mình nha. Mắt. Rất là đẹp.
Em không biết sao mà cái dòng này máy nó êm dữ vậy luôn anh hả? Máy nó êm mà anh nói chung là tiết kiệm xăng, nhiên liệu. Dạ. Phù hợp với lại cái tuổi tin. Dạ. Tài chính, luôn tài chính vừa vừa. Chỉ bằng một chiếc ẹt. Đúng không? Giá nó rẻ quá. Rẻ, trải nghiệm mô tô chính hãng như chạy như này cực kỳ là ok luôn rồi. Nếu như mà trong con cốt 150 mà mình không nói về mẫu mã hay là kiểu dáng ngồi. Mình nói về phần tốc độ trong cái phân khúc 150 bốn thì phải nói chia thật các bạn chạy xe này rồi các bạn lên mấy xe 150 khác đều yếu hết. Đúng rồi, vòng tua là vậy thôi. Vòng tua nó mở. Dạ, mạnh lắm. Rồi, sang đây. Là con này con biển số Sài Gòn 32.900. Dạ. Giảm cho anh em mình 3 triệu là còn có 29.900. Em keo luôn đúng không ạ? Ừ, bóng keo luôn cả xe luôn. Xe còn rất là đẹp. Dạ. Để em xem coi cái biển số đâu đọc cho anh em biển ha. Biển số 59 nè, thành phố ha, biển gầm luôn. Rồi. Có hạ phục đâu đó tầm 2 phân. Hạ phục không thích thì lại nhân. Dạ. Này đơn giản thôi. Đó. Êm du. Dạ. Kế bên là một chiếc CBR. Đây là hàng nhập khẩu tiện đô. Nói chung mà nhìn rất là ngầu nha anh em. Ngầu lắm. 150. Dạ. Con này đã có sẵn hồ sơ. Giá của nó là 36.900. 36.900. Giảm cho anh em mình 3 triệu thì còn có 33.900. Dạ. Rồi, ok anh. Rồi. Qua bên là con Pusan mới về. Con này thì được nhập khẩu từ Ấn Độ. Kawasaki Pusan 200cc lên chống đổ. Con này đẹp lắm. Vàng đen nhưng mà nhìn nó cực kỳ là mướt luôn đó. Này leo đồi dốc này kia chắc ngon anh Thắng ha. Em nhìn cái gầm của nó cao quá trời kìa. Cao. Dạ, dáng ngồi yên cao, gầm cao. Biển Đồng Nai nha anh em, 60A100808. Con này anh em mình mà kết đó, quan tâm đó, thì cứ chụp màn hình gửi qua Zalo. Em sẽ cho anh chị em mình một cái video chính xác luôn về tất cả mọi về mọi cái luôn, hoặc là về hình ảnh luôn nhé. Anh em mình cảm thấy ok được chốt. Con này là giá của nó là 35.900. 35.900. Mới về xong thì nói chung anh em mình tới thì em cũng có bớt cho. Rồi, đây là con FZ150. Con này thì nó mày 16-64H1 28613 nha anh em. Lên cây bô lon với lại bát bô bát bằng số đút gầm. Dạ đúng rồi. Bán anh em mình 24 triệu đây. 24 triệu đồng. Mới về xong 24 triệu. Rồi, ok anh. Thế bây giờ chiếc Honda CB 150 Vesa. Con này bán rồi. Bán rồi. Chốt cọc về Phú Quốc rồi. Vì trên video trước ấy, là anh em mình cũng đã xem rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Chốt rồi. Chiều hôm nay mới đi gửi được. Chiếc mập ít nha. MSX. Con này thì cũng lên một số đồ chơi. Nhìn cũng bắt mắt phết ấy. Nhìn cũng ngầu lắm nha. Ngầu đẹp. Anh em xem nè, yên bọc lại nè, hen, có lên cái ba ga sau nè. Đặc biệt là cái gấp là có gấp. Kéo dài ra nha anh em. Kéo dài thành ra cái xe nó cao hơn. Rồi vô luôn cái chân CNC rồi, chân trống nè, ốp lốc máy. Ốp lốc máy. Cái bô nữa nè, ốp sườn bô. Con này thì biển số Sài Gòn. Bán anh em mình là 23.900 nhá. 23.9 nha. 23.900 thôi. 96822. Máy móc zin hết nhá. Dạ. Loại này phải đá trống lên mới được. Máy móc zin êm, lộc phát máy mãi. Rồi, đấy là mô tô. Còn đây, giới thiệu mô tô luôn. Dạ rồi, ok anh. Một con Bell 300. Dạ, một con Bell 300. Alo. Con này biển số 43A1. Này, có lên cho anh em ở chống đổ cũng như là cái alo, cái mỏ cài phía trước là anh em thấy không? Chứ nếu mà riêng thì xe nó không có, nhìn nó ngầu hơn. Dáng này các anh trung tuổi. Con này thì ốp một cái body kit và chống đổ. Biển số 43. Cũng chả phải chung đâu. Anh thấy là cái mẫu này thì vừa rồi đấy có một số thanh niên chơi nguyên một nhóm luôn. Đi đẹp lắm, nhìn ngầu. Nói chung là chạy mạnh này, xe thì ngọt ngào. Chạy đường dài là thoải mái. Biển Đà Nẵng nha anh em, 101041. Bô này là có móc nhẹ nè. Móc nhẹ. Nhưng mà chạy mô tô nó phải như vậy chứ. Mô tô mà im quá là nó không phải là mô tô rồi anh chị. Bô móc rất là dễ chịu nha, chứ không phải là quá khó chịu đâu. Xe nói chung là rất là đẹp. Còn được lên cái body kit đây nữa, nhìn cái xe nó nhìn ok lắm hơn. Cứng cáp hơn. Mọi người thấy không? Đó. Quay nguyên cái form xe để cho khách hàng theo dõi ha. Nhìn rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Dạ. Nói chung là tuổi nào cũng được và cái chiều cao bao nhiêu cũng được. Dạ. Chạy được hết á.
Con này bán cái giá là 79.900.000 này nhà mình nhé. Này mét bung mấy cũng được nữa. Mỗi tội anh em nếu mà ấy quá thì mình sẽ nhóm này tí thôi, chứ chiều cao xe nó hổ cao nha, thoải mái lắm. Chiều cao ngồi thoải mái lắm. Dạ, cái bên là chiếc Tewin. Tewin 250. 250. Con này biển số 63A101705. Dạ. Nói chung là như xe thùng thôi. Dạ. Đó. 2022. Máy đã lắm anh em. Rất là đẹp. Cái dáng con này thì nhìn ngồi nó năng động đấy. Nhìn thể thao cực kỳ anh em thấy không đó. Okay. Mình nhìn cái ô cốc rộng ra thì mọi người thấy nó đã rất là đẹp luôn. Rất là đã không? Mà được cái là cái màu đỏ rất là cháy nha. Đỏ. Đẹp. Lên mẫu 1m6 cho anh em. Mà 250 nó lại mạnh mẽ nữa chứ. Đi phượt đi đường dài với nó là cực kỳ là ok luôn. Con này giá của nó là 58.900.000 nhá. Dạ, yeah, 58.900.000. Cái bên là một chiếc SXR 155 đó. Con này giảm giá rồi mà vẫn à đây. Giá cũ của nó giá cũ của nó là 71 triệu, giảm 68.900.000. Ừ. Anh em mình quan tâm đến nữa thì em sẽ fit thêm cho. Dạ. 60B6 85701 nha anh chị ha. Có lần cái bà ga sao cho anh em. Chạy có 6 hàng cây thì không có bàn về máy rồi. Máy thì khỏi thế. Dạ. Không lỗi gì. Đó, không có đâm đụng hoặc bình xăng không bóp méo gì. Mấy xe mới này mà ta cưng lắm anh em ơi. Rồi, R3. R3 đây ạ. R3. R3 phiên bản 2010 con này là 2016. Yeah. 2017. Đó, biển số 73 đó anh, 73A100186 biển Quảng Bình nha anh em. Con này giá của nó là 68.900.000 nhé cả nhà mình nhé. Dạ. Yeah. Ừ. Lên keo luôn ha. Lên lòng buồn. Nghe chất nhỉ. Nghe tiếng máy nó đã anh em. Lên một số đồ chơi như là cùm tay thắng rồi là heo dầu chống đổ. Đó. Nói chung là cũng sương sương, cũng nhìn xe là ok rồi đó. Anh em mình về là chỉ việc đổ xăng thôi. Còn lên bộ tem này nếu anh em mình không thích thì có thể là lột bỏ. Không vấn đề. Dạ. Tức là theo sở thích của anh em. Nhưng mà có cái biển số 73A100186 này là cũng đẹp đấy. Phát lọc nha, phát nhất lọc. Phát lọc. Nhất phát lọc. Được nha anh em. Cái bên là chiếc CBR anh ha. Rồi, CBR. Dạ. Phiên bản 2021 mà đăng ký là cuối 2021 gần 2022. Dạ. Con này cũng biển số 74. 74 thì con này đen nhám ABS. Dạ. Bô zin của nó còn, mà bây giờ thì hiện tại thì xe đang gắn một cây bô lon. Nó nhìn cũng ok lắm, mới. Cái mẫu này chỉ 150 thôi mà anh em thấy không? Sau này Honda CR cái đời sau này họ thiết kế nó ngầu hơn. Con này giá của nó là 56.900.000 nhé. Dạ, 56.900.000 nha anh em. 56.900.000. Dạ. ABS rồi. Xe nói chung là cũng bảo hành cho anh em mình hết. Rồi cam đoan không có đâm đụng đầu cổ chẳng ba, ok hết nhé. Phuộc được cái là upside down của Showa luôn. Còn ở đằng sau nó là dạng phuộc treo. Phuộc treo là chạy rất là y mái nha anh em. Nó không giống như cái đời cũ nha. Rồi, còn ABS trước sau. Cái bên đời cũ nè. Còn cái con bên đây, màu đỏ. Dạ. Đỏ đen. Đó, là CB nhưng mà con này thì đời 2020. Yeah. Giá cũng chỉ có 43.900.000 thôi. Ok chưa? 43.900.000. Đời trước thì mấy con này nó hàng năm mấy rồi, bây giờ có 439 thôi. Biển là 69 Cà Mau M1 18036 nha anh chị các bạn. Bởi tình. Nói chung là mỗi một dòng nó có một cái ưu nhược điểm riêng ha. Ưu điểm riêng. Nhưng mà cái này là tùy theo sở thích của từng anh em. Yeah. Dạ. Hợp nhãn con nào là loại nào là búc. Yeah. Rồi ok, sang đến đây là mấy Bus con Boss City KPR 28.900.000 xe mới tinh. Yeah. Xe bao suất hóa đơn cho anh em mình về sang tên nhé. Yeah. Nói xe mới rồi thì không cần nói về chất lượng, anh giờ anh em mình chỉ còn nhìn cái kiểu dáng của nó thôi. Nói chung xe mới mà giờ xuất hóa đơn thôi. Đồng hồ Cotomet này kia là siêu còn bọc mà anh em, mới tinh nè. Mới tinh. Nói chung là những cái này thì cái đời này này thấy mấy cái mẫu xe okay. Ví dụ như con nãy mình quay như cái này là 150. Yeah.
thì là anh em mình nói về chất lượng thì nhiều khi cứ chê bảo là anh hàng xóm TQ, nhưng mà có điều vẫn còn ổn lắm với cái mức giá. Dạ. Rồi tiếp tục thì ở đây vẫn là ba xe nha anh em, ba thì xe sẽ nhờ camera quay ba cái màu. Giá cả thì 1.000 vậy anh Thắng ha. Đúng rồi, giá như nhau. Dạ. Màu không đổi. À, còn bốn xe đó. Còn màu đen đây nữa. À còn con màu đen này. Màu đen. Này kiểu gì? Con màu đen này thì đặt cọc rồi, nhưng mà thấy hôm lên cái con CB Venza thì thích con đó quá thì chuyển sang con đó. Thì mới còn lại con này. Đẹp anh em không? Đèn này kia còn một xíu nữa hơn nữa. Đúng rồi. Mới. Rồi. Đấy, cái kiểu dáng của nó là như vậy. Đấy, anh em mình nhìn ngang qua, nhìn rất chi là hầm hố thể thao nhá. Rất là đẹp. Nói chung là nói về mô tô thì phong cách của nó thì cũng không có thua kém ai cả. Ngoài ra ngoài là giới thiệu với cả nhà mình với cái mẫu R15V3. Dạ, R15V3. Đây, mời các camera bạn đi chịu khó đi theo đường này. Dạ. Đây, anh em mình ra đây. Video nó hơi dài cho nên anh chị em mình chịu khó xem nhá. Dạ. Xem thì cho Ngô Nguyễn một like, một chia sẻ. Đặc biệt là ưng con xe nào thì liên hệ với anh Thắng nha, để anh Thắng có một cái giá ưu đãi nha anh em mình ha. Đó. Rồi, R15V3 thì hiện tại thì còn 2, 4, còn có 6 chiếc thôi. Con đầu tiên là biển số 60. Thì con này lên chống đổ rồi là lên bồn chắn gió. Bát bảng số đút gầm. Máy móc thì zin êm, bảo hành cho anh em mình 6 tháng. Đấy. Lên cây bô lon nữa. Bao la luôn. Đó, cái tiếng bô này quá ác luôn anh em nha. Và cam đoan là xe không có đâm đụng. Yeah. Giá của nó là 41.900.000. Mẫu này bên cửa hàng đang giảm 3 triệu luôn. Rồi, ok. Chỉ còn có 38.900.000 thôi. Yeah. Con tiếp theo 40.900.000. Yeah. 40.900.000 con này biển số 68 luôn. Kiên Giang nha anh em. Kiên Giang luôn. Cũng bắt bảng số đút gầm. Con này thì bô zin. Đó. Thì nói chung là nhìn cái zin của nó thì nó cái bô của nó là nhẹ. Nếu khách hàng mà thích cái con xe bô im như thế này mà đến với cửa hàng mình muốn một cái lon bô nó ok, nó lực hơn thì mình có để mình trao đổi được luôn không anh Thắng? Có. Dạ. Ví dụ như là không thích này đây, thích bô kêu to hơn. Con bên đây biển số 68C1 573228, con này cũng lên chống đổ lên này kia hết rồi. Đã thiệt chứ anh em. 40.900.000. Trời, giảm cho anh em mình 3 triệu nữa, còn có 37.900.000. Dạ, 37.900.000 mà đã sở hữu một chiếc R15V3 như thế này thì nói thật là cơ hội chỉ có giá thời điểm này thôi. Dạ đúng rồi. Sau này là không chắc đâu nha. Không, còn thị trường sau này không chắc. Dạ. Rồi tiếp theo nữa. Con bên đây là cũng là màu xanh, sơn mâm màu xanh luôn. Dạ. Biển số 49. Dạ, xanh bơ anh em. Thẳng quang đẹp. 49, máy móc cũng êm zin, lên chống đổ, bô zin. Bán cho anh em mình 39 triệu thôi. 39 triệu. 39 triệu nhé. Rồi, ok anh. Cái bên này mình còn hai xe nữa anh ha. Ừ. Rồi, sang đến đây. Biển số 47. Dạ. Lên chống đổ, gác chân kiểu. Đó. Máy chỉ zin. Dạ. Bọn này bán cho anh em mình à. Con này là 2020. Bán anh em mình 40 triệu thôi. Dạ, 40 triệu đồng. 40 triệu. Rồi, ok anh. Cái bên là con màu đen nhám này. Màu đen nhám. Con màu đen nhám này là biển số 62P177331. 77331 số cặp. Được đúng một điểm. Cái mấy cái mẫu này anh em mình mà muốn sang tên chuyển vùng thì bên cửa hàng sẽ rút hồ sơ, bao hồ sơ anh em mình. Thoải mái ha. Bán anh em mình là 37 triệu. Dạ. Ok chưa? Thường thì những cái clip trước anh Thắng cũng có chia sẻ là sẽ là dòng SH với lại mô tô thì mình sẽ là bao hồ sơ đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Những cái mẫu mà mô tô và SH thì được bao hồ sơ. Dạ. Nên anh chị rồi, các bạn mình yên tâm vấn đề này nha. Rồi. Nói đến côn tay nữa thì chắc giới thiệu luôn với anh em mình, cả nhà mình là dòng ẹt nữa đi. Dạ rồi, okay. Cho nó xong rồi quay sang giới thiệu mấy dòng xe tay ga nhé. Dạ. Camera chịu khó đi quay. Ok anh, thoải mái luôn anh. Khách hàng mình có thắc mắc thì cứ liên hệ với anh Thắng để xem chi tiết rõ hơn nha anh chị ha. Ẹt thì bên cửa hàng còn 150 và 155. Dạ.
thì đây, ví dụ đẹp như là mấy cái mẫu như thế này. Đó, xe thì con này thì 2016, xe còn rất là đẹp. 22.900.000, còn giảm cho anh em mình 1.900.000 nữa. Dạ. Đó, giảm 1.900.000, con này biển số 63. Tiền Giang. Tiền Giang. Xe rất là đẹp luôn nhá. Dạ. Còn nó 21.000.000. Hết xăng rồi. Dạ, có 21.000.000 thôi. Bỏ qua đi. Rồi, tiếp theo sang đây nữa. Đỏ đen, biển số 66H11557. Ở ngoài kia lúc nãy con là 115556 nhỉ? Dạ đúng rồi. Con này 15557. 23.900.000, giảm anh em mình 1.900.000, còn 22.000.000 nhá. Anh em muốn sưu tầm biển số thì ai mà có điều kiện thì lên quất luôn cặp anh Thắng ha. Nói vui nhau, nếu mà quất thêm cặp anh Thắng với bớt mạnh mạnh được không? Có, dạ. Bớt cặp còn bớt. Bớt mạnh luôn. MX King biển Sài Gòn 24.900.000. Yeah. Bán anh em mình là 23.000.000, giảm 1.900.000 luôn nhé. Yeah. Máy móc zin đấy. Máy móc zin. Rồi, ok nha anh em, em ở Kiên nha. Rồi, sang đến con đỏ đen 2017 tiếp theo, 22.900.000. Nói chung quy là những cái mẫu này anh em mình là chuẩn bị khoảng 20-21.000.000 là có xe rồi. Yeah, để con này cũng biển số 66-44510. Đó. Máy móc zin thì dàn ngoài thì nói chung là nó sẽ mòn theo 5 tháng. Và có những con xe thì bên cửa hàng cũng có giặt tút làm đẹp lại, và có những con thì còn nguyên, không phải em gì. Dạ. Giá của nó là 22.900.000, giảm cho anh em mình 1.900.000, còn 21.000.000 nhé. Dạ, còn 21, tiếp tục còn bên đây luôn đi anh. Còn bên đây nữa, biển số 69F1, cũng vậy luôn, chỉ còn 21.000.000 khi mà đã được giảm giá. Dạ. Ok chưa? Máy móc rất là ok luôn nhá. Ok ạ. À. Rồi, ra đến hàng ngoài, đây vẫn còn. Rồi dưới 20.000.000 thì đây, biển số 62. Bán cho anh em mình 19.900.000. Máy móc cũng zin, con này thì 2016. 2016. 2016. 789 nhưng mà 6789 nhưng mà xếp nó hơi lộn xộn. Dạ. Yeah. Rồi. Giá nhiều anh Thắng ha. 19.900.000 nhá. Dạ, có 19.900.000 thôi. Đó. Máy móc như vậy đó. Ví dụ như chi phí ship rồi anh Thắng thì chẳng hạn như cái tỉnh gần gần đây hay là miền Tây này kia chi phí nó cao không anh? Ship thì nói chung là khu vực miền Tây nó cũng vài trăm, 400-500. Yeah. Anh em mình mà ấy thì có thể là bên cửa hàng cũng hỗ trợ cho. Yeah. Còn nếu ví dụ như là xa miền Trung hoặc miền Bắc thì bên cửa hàng không thể bao được. Yeah. Bởi vì bán cái xe thì nói thật ra thì đang trong cái chương trình xả này thì nó cũng còn có lời lãi gì đâu. Yeah. Anh em bảo là cái gì không nọ đọc cái comment. Khách hàng mà cũng đưa nhiều khách, nhưng mà anh chị khách mà nếu mà theo dõi thường xuyên thì mới hiểu được về cái giá xe cũng như là mỗi chiếc xe nó giảm đi hàng ngày. Anh Thắng anh cũng có giảm thì nếu anh chị theo dõi thường mới biết được thôi. Ừ. Nói chuyện vui đọc một comment bảo là nghề buôn bán xe cũ lời lắm. Anh em nói vậy. Dạ. Thế nên chung là cái mua bán lời lỗ hoặc là có kiếm được đồng nào hay không, cái đấy là cũng do từng người, cái duyên. Yeah. Bán hàng. Yeah, đúng. Còn rồi, nhiều khi anh em thì mua bán lỗ chết luôn thật đấy, có những con lỗ cả mấy triệu luôn. Dạ. Yeah, có nha. Anh chị mua bán mà có hết. Là con này biển số 67, này cũng lên được một số đồ chơi giản. Yeah. Áo thì nói chung là sơn mới. Yeah, 22.900.000. Tóm. Yeah. Lại là làm đẹp hết rồi, máy móc ngon. Anh em mình sẵn đổ xăng là chạy thôi. Yeah. Bởi vì những cái xe mà từ 26, 27 thì chạy nó cũng phải có chảy, có xước. Nên bây giờ nhìn nó lăm răm thì nó khó chịu lắm. Yeah. Ừ. Tiếp theo con bên đây luôn đi anh, con màu xanh. Rồi, luôn. Con màu xanh tiếp theo bên đây nữa. 23.900.000. Yeah, 23.900.000 nha anh chị ha. Con này biển số 86 Bình Thuận, cũng được giảm 1.900.000 rồi, còn 22.000.000. Yeah. Còn sang đây màu đỏ đen. Cũng có lên đèn mắt tú cho anh em rồi, đèn hai tầng nè. Để em quay từ từ cho anh em theo dõi hết nè. Ở đây mặt tú nè, thấy không? Địa kiểu nè, bánh lam sơn bạc nè. Ở trên nến hai tầng nè. Ở nến hai tầng anh em. Nói ghê chưa? Rồi cái tay thắng nè. Tay thắng đây. Đó. Nói tài chung cùng là con này cũng lên được một số đồ, cũng nói chung là đẹp đấy. Dạ. Cây bô đúng không anh? Ờ, cây bô nữa. Dạ, ORBR. Ừ. Con này biển số 71B3 60794. Cái này thì bán anh em mình 22.000.000 nhé. Dạ. 22.000.000. 22.000.000 đồng. Rồi sang con màu cam. Con màu cam này rất là đẹp. Biển số 83, nhưng mà tại sao nó vẫn còn ở đây nhỉ? Cái màu này, mẫu này 2018 rất là ít.
mà giá chỉ có 23.900.000. Dạ. Tôi giảm cho anh em mình 1.900.000 nữa, còn 22 triệu thôi nhá. Dạ còn 22 triệu. 28 nha anh em. Lên phần trên là LED 2 tầng. Dạ. LED 2 tầng. Con này biển số 37. LED 2 tầng 20, con này là 2019, bán anh em mình 26.900.000. 26.900.000. Còn giảm giá luôn. Đó. Anh em mình cứ tới. Giảm anh em mình 1.900.000, còn dạ. 25 triệu. Ok anh. À, màu đen nhám biển số 60 Đồng Nai. Con dạ, này dạ. Cũng 269 luôn. Dạ. Con này thì 2019. Đó. Đến bao khoang luôn nha anh em ha. Đó, giờ này giá cái đèn LED bao khoang là giá nó quá rẻ so với thời điểm trước đây. Là còn có 25 triệu thôi. Dạ. Tiếp theo sang đây là con biển số 61 này. Ừ. Con này hôm nọ giảm bao nhiêu nhỉ? 25 triệu 9, giảm 1.900.000 còn 24 triệu. Đó. Còn 24 triệu nha anh em. 24 triệu. Rồi đen đó. Nhám tiếp theo biển số 67 An Giang. Con này là 26.900.000. Mới lắm nha anh em. Giảm anh em mình này bô-rin móc hả anh Thắng? Bô-rin móc, dạ. Móc tiêu. Móc ấm nha, chứ cũng không phải là la đâu nha. Ấm đã lắm. Con này 26.900.000, giảm anh em mình 1.900.000 nữa còn 25 triệu. Dạ. Rồi mới kinh 2020. Từ 35 triệu bây giờ giảm cho đến 30 cái video rồi 31.900.000 vẫn còn giảm. Dạ. Tiếp cho anh em mình 1.900.000 nữa chỉ còn có 30 triệu. Dạ, 30 mới triệu. Kinh. Máy móc êm zin nhé cả nhà mình nhé. Ừ. Rồi. Rồi ok anh. Sang đến 155. 155 vừa rồi thì giảm cũng sâu mà sao vẫn còn nhỉ. Rồi giảm tiếp này. Yeah. Trên cái video này giảm cho anh em mình 2 triệu với mẫu này luôn. 2 triệu luôn. 2 triệu luôn. Màu đỏ biển số 83, 36.900.000. Giảm anh em mình 2 triệu là còn có 34.900.000 nhá. Yeah. Tiếp theo màu xanh GP 36.900.000, biển số 37. Cũng vậy luôn. Yeah. Nó còn có 34.900.000 thôi. 34.900.000. Bên đây mấy con xanh GP này đều là khóa mắt cây hết nha anh em. Yên tâm nha. Con này 37.900.000. Dạ. Bán 34 triệu cho bằng 34.900.000 cho bằng mấy con kia luôn. Dạ, yeah, bằng giá luôn. Bằng giảm 3 triệu luôn. Dạ. Yeah. Rồi con bên đây là biển số 37. Con này thì khóa chìa. Con này chạy có mấy ngàn cây à? 4.000 cây à? Xe nói chung là cực kỳ ok, 35.900.000. Dạ. Yeah. Giảm cho anh em mình 2 triệu là còn có 33.900.000 nhá. Dạ đúng rồi. Rồi, cái bên còn trắng luôn nha anh em. Màu trắng 2022 38.900.000. Giảm anh em mình con này, riêng con này giảm 3 triệu luôn. Dạ. Chỉ còn có 35.900.000 cho phiên bản trắng này nhá. Đó. Rồi. Vậy chỉ là hết những dòng côn tay. Rồi dạ. Sau đây chắc giới thiệu với cả nhà mình mấy cái mẫu SH và xe Tega. Dạ. Rồi, tiếp tục mời anh chị các bạn mình sẽ về bên đây lại nha. Rồi, giờ mình sẽ quay tiếp từ dòng nào anh Thắng ha? Chắc quay từ cái Tega đúng không anh? Tega SH bên ngoài đi. Dạ rồi. Okay. Để anh lấy cái bút lông đánh dấu. Dạ. Đây, camera mình ra đây trước đi, để anh Thắng anh đi lấy cái bút lông trực tiếp, anh giảm giá nữa cho anh em nè. Đó, ê, cái bút lông ở đây mà. Ờ, à, trọng có cây nữa. À, đây, một cái con màu tím, nhìn rất đẹp nha anh em nha. Nhưng mà ở đây có trang nhẹ xíu nè. Cái này nếu mua nhà anh xử lý là không đáng nhiều đâu, miếng nhỏ thôi. Màu tím, ánh tím, con này là tím titan, biển số 66. Dạ. Con này giảm rồi thì vừa rồi đây giảm rồi. Cũng sâu rồi đấy, nhưng mà thôi trên cái video này. Dạ. Bên cửa hàng bán cái này là 95.900.000 thôi. Dạ, 95.900.000. 95.900.000. Giảm 4-5 lượt đấy. Biển số Đồng Tháp nha anh em nha, 66F198216 nha. Rồi. 2022 mà 150 ABS nhé cả nhà mình. Ừ. Thì mẫu những cái mẫu như này thì bên cửa hàng sẽ bao hồ sơ cho cả nhà mình luôn. Dạ. Bao hồ sơ về bấm biển sang tên. Máy móc thì khỏi phải bàn rồi. Dạ. Xe về nó đẹp luôn. Rồi tiếp theo sang đây màu xám xi măng 2021. Bên dưới 98.900.000. Riêng con này giảm cho anh em mình 4 triệu luôn nhé. 4 triệu luôn. Đúng rồi. Dạ giảm 4 triệu luôn nha anh chị nha. 61D2 2528. Còn có 94.900.000 thôi. Em sẽ ghi nốt đây luôn nhé cả nhà mình nhé. Giảm tận 4 triệu đồng thì cái này rồi. Rồi sang đến đây. 83.900.000. Dạ. Là 2018 150 màu xanh xi măng. Dạ. Con này giảm cho anh em mình 4 triệu luôn. Dạ. Có mấy con xe mà em không thấy có biển số, chắc mình cũng đang rút hả anh Thắng? Đang rút hồ sơ. Dạ, là còn có 79 triệu thôi nhá cả nhà mình. 79 triệu 900 nhá. Đấy.
Mà mấy cái dòng này anh em cũng yên tâm là xe mô tô với SH là giá anh Thắng báo là bao gồm hồ sơ hết rồi nha. Đúng rồi. Nó chỉ còn anh em tiền ra tên thôi. Rồi, sang đến đây là màu xanh đen. Yeah. 65.900.000. Thì con này giảm cho anh em mình 3 triệu nhá. Yeah. 3 triệu. Đó. Yeah. Con này là mẫu LED 2 tầng 2017. Phiên bản 125 là còn có 62.900.000 thôi. Yeah. Xanh đen đẹp như này. Ok anh. Giá rất là kỳ này là rất là ok luôn ạ. Yeah. Rồi, sang đến cái mẫu trắng Sport này. Biển 68 nha anh em, 68G1 89259 nha. Nói chung là xe màu trắng, nguyên cái dàn chân nó là màu đen nên nhìn nó cứng cáp cái xe hơn. Rồi. Thế nào quá anh em. Con này giảm cho anh em mình 3 triệu. 96.900.000 giảm 3 triệu còn 93.900.000 nhá. Dạ. Rồi, ok nha anh em. Rồi, sang đến con bên đây. Cũng là 150. 150 ABS luôn. Con này là 2021. 93.900.000 giảm tiếp cho anh em mình 3 triệu nhá. Chỉ còn có 90.900.000 thôi. Dạ. Đấy là mấy con nào anh chị không nghe em đọc biển số là con đó đang rút đó nha, đang rút là có rồi. Rồi camera theo anh vào trong đây. Mấy chiếc thắc ý nè. Ý. Dạ. Ý 150 màu đen biển Sài Gòn. Phun xăng điện tử, con này là 2008. Dạ. Cũng giới thiệu trên video trước rồi, biển nó cũng khá đẹp. 1080 9 nút 1080 anh em không? Giá của nó là 48.900.000. Trên cái video này giảm cho anh em mình 3 triệu luôn. Dạ. Chỉ còn có 45.900.000 thôi nhá. Ừ. Rồi. Và đến con màu trắng, con bên đây là đời 2007, 45.900.000. Con này giảm tiếp cho anh em mình 3 triệu luôn. Chỉ còn có 42.900.000 thôi. Con màu này trắng, máy móc cực kỳ là ok. Đường nước, anh em mình cứ ngại là vấn đề đường nước, nhưng bên cửa hàng đã kiểm tra đầy đủ hết cho cả nhà mình nhé. Biển Bình Phước nha anh em, 93L1 49447. Rồi, tiếp tục anh em mình đến đây. Nãy giờ toàn là SH 125 với 150 thôi. Giờ mình lên 300 nha anh em. Còn một con 300i nhập ý luôn. Con này thì cũng 208 luôn cả nhà mình. Giá của nó là 68.900.000. Chắc trên cái like này, trên video này bớt sâu cho anh em luôn. Yeah. Giảm cho anh em 4 triệu nhá. Biển số là thành phố nha anh chị các bạn ha. 59A3-04016 nha. Còn có 64.900.000 thôi. Yeah. Anh em mình quan tâm nhà lô anh em nhé. Yeah. Máy móc rất chi là ok luôn. Xe còn rất là đẹp nhá. Rồi, ok nha anh em. Con này thì nói chung là phải nói chia sẻ luôn. Con này là có chỉnh cam cò này nhá cả nhà mình. Yeah. Mà, nhưng mà lốc thì chưa có trẻ nhá. Như trong nghề nói là rất nắp chao đấy. Dạ. Có rất nắp chao rồi ha. Rồi. Sang đến bên đây là LED 2 tầng. LED 2 tầng 2018. Yeah. 69.900.000. Thì bên cửa hàng cũng có giảm cho anh em mình là 3 triệu luôn. Yeah. Giảm 3 triệu là còn có 66.900.000 thôi. Là phiên bản này là 125. 2018 LED 2 tầng nhá. Dạ. Yeah. CBS. Ok nha anh em. Kế bên thì con này remote này kia là còn đủ hai cái remote cho anh em luôn. Con này là ABS mà nó là 150 luôn hả anh? 150. Dạ. Yeah. 150 86.900.000 thì cũng giảm 3 triệu cho anh em mình luôn. Dạ. Yeah. Đó là còn có 83.900.000 thôi. 83.900.000 bao giúp hồ sơ cho anh em mình về bấm biển sang tên. Dạ. Yeah. Đây, còn kế bên luôn. Tiếp tục sang đây. Con này là biển số 61. 86.900.000 cũng được giảm 3 triệu luôn. Dạ. 150 ABS nhé cả nhà mình nhé. Dạ, 61D1 93562 nha anh chị các bạn. Rồi, mấy cái dòng xe này anh chị các bạn yên tâm về vấn đề máy móc rồi. Xe này cũng như anh Thắng lúc đầu có chia sẻ là nó cũng thuộc dạng xe cưng cao cấp rồi. Đúng. Nên người ta cũng không có chạy phá gì nhiều đâu mà anh chị mình lo ha. Về chất lượng xe thì anh em cứ yên tâm, bên cửa hàng có bảo hành. Nói chung là khi mà ra đến đây để mà phục vụ anh chị em mình rồi là bên cửa hàng đã lựa chọn hết rồi. Dạ. Có vấn đề gì ví dụ như cần xử lý là xử lý và tình trạng xe thì sẽ báo cho anh em mình luôn. Dạ. Ngày xưa nói vào tiền nào của đó mà. Dạ. Rồi tiếp tục anh em mình đến với một cái chiếc này được dán keo trầm cả xe, biển số Dĩ An luôn, 61D1 98522. Con này cũng được giảm 3 triệu luôn cả nhà mình nhá. Dạ. Giá là 86.900.000, 150 ABS là còn có 83.900.000. Dạ. 83.900.000 nha anh em ha. Sang đến cái hàng lên áo này. Lên áo Ý. 59.900.000. Yeah. Em cũng giảm cho anh em mình giảm 4 triệu đi. Trời ơi. Còn có 55.900.000 cho phiên bản 125. Yeah. Phun áo như này. Xe máy móc rất là ok. Zin. Yeah.
dàn chân ốc tán còn rất là đẹp. Ok, nói chung là dựng ở trong hàng này coi vậy, nhưng mà để ra ngoài xe của nó khoe được cái dáng nhìn nó đẹp lắm. Yeah, cả nhà mình nhé. Rồi sang tiếp theo đến đây nữa, test luôn cho cả nhà mình nhé. Mấy con này mà dựng ra một cái góc trống rồi đó, đẹp mà nhìn được nguyên cái phần xe nó đẹp lắm, nó ngầu lắm nha. Máy nổ êm, nhẹ nhàng, ngọt ngào, chả có tiếng động lạ nào cả. Con này là giá của nó là 59.900.000, cũng giảm anh em mình 4 triệu luôn nhá. 4 triệu luôn. Xả sâu luôn anh em mình. Và còn có 55.900.000 thôi. Cực kỳ là ok. Mấy cái giá này anh em mình chỉ mua được chiếc AB thôi. AB, nhưng mà nếu mà bây giờ mình nấu AB mới mà AB 150 thì giá này mình cũng cứ chưa ra tên được nữa. Chưa ra tên. Dạ, chỉ có thể là mình mua AB 125, mấy cái bạn đặc biệt á mình ra tên thì có thể là được ha. Nhưng mà tầm này thì mình trả thác này dù gì nó vẫn sang hơn, nó đẹp hơn anh em. Được cái là nó lên cái phone nhỏ ý nữa. À, nhìn nó sang chảnh hơn tí. Con này biển 94 nha, 22868, đẹp ghê luôn. Con này mới về. Dạ. Yeah. Bán anh em mình là 56.900.000 thôi. Mãi mãi phát lọc phát luôn nha anh em. Mãi mãi phát lọc phát. Nha. Máy móc cũng zin êm, xe thì đang bọc keo nguyên con, cũng phun áo rồi, nhưng mà khách cũng khá là kỹ tính về bọc keo hết, chưa có lột ra nhá. Dạ đúng rồi. Ừ, này, còn anh, mới. Anh em để ý nè, cái chỗ nhăn nhăn này thấy không? Nó là keo đó. Keo. Đó, đẹp chưa? Đúng rồi, đây nè, hết xe luôn. Kiến lòng một đẹp. Rồi sang đến con bên ngoài màu đỏ. Con này là LED 2 tầng 150 ABS. Yeah. 2019. 83.900.000. Yeah. Trời ơi, xả luôn, bán nó giảm 4 triệu luôn. Còn có 79.900.000 cho anh em mình với phiên bản này. Nó quá là rẻ luôn. Con này thì nói chung là trên cái video này là video thứ 2, thứ 3 gì đó mà em cũng đã giảm 2-3 lần rồi. Máy im thì sự nhanh ha, quá đã luôn anh chị các bạn. Em ơi, thì chạy mình cũng không lo nghĩ cái vấn đề gì mà nhiều nữa cả. Rồi tiếp tục, giờ anh em mình xuống cái hàng bên dưới. Bao nhiêu anh? Có một con này nè anh em. Con này thì phải nói là được lên nhà ý, nhưng mà anh em thấy không, mướt mượt luôn này ha, mướt rượt luôn. Chó đèn này kia sáng trưng, không có ố vàng gì cả nha, rất là đẹp. Con này thì cũng rút hồ sơ luôn rồi. Có hồ sơ sẵn rồi. Yeah. 58.900.000. Giảm cho anh em mình 4 triệu đi. Còn có 549 không không ạ? Còn có 54.900.000. Cái này là 125 không? 125. Dạ, rất là đẹp nha anh em. Bên đây còn nguyên phương. Biển số 65/2019. Dạ. 125 68.900.000. Dạ. Xe nói chung là như con này thì đẹp lung linh luôn. Nhìn giảm cho anh em mình 3 triệu. 3 triệu. Còn có 65.900.000 thôi. Xe này quá là rẻ luôn. Này cũng không có gì chia sẻ nhiều anh em. Mấy cái xe này là SHR cao mà. Biển Cần Thơ 31130. Anh em mà mấy dòng xe cao này có ra tên thì cứ liên hệ với anh Thắng nha, anh hỗ trợ cho. Okay. Giá này bắt đầu sơ rồi. Màu đen, đen bóng. Đen bóng thì giá của nó là 59.900.000. Yeah. Giảm anh em mình 4 triệu luôn. Yeah. 55.900.000 thôi. Rồi, kế bên con này mang biển số Tiền Giang 63B6 57146 nè anh chị các bạn. Rồi, con này giảm cho anh em mình 4 triệu luôn. Dạ. Yeah. Chỉ còn có 53.900.000. Yeah, rẻ ơi là rẻ luôn. Nếu mà dưới hàng 50 nữa thì chắc là không có nữa rồi. Dạ đúng rồi. Mua xe Vision cũng bây giờ cũng hết 47-48 triệu. Tính ra Vision có những cái thời điểm mà 60-60 luôn mà anh Thắng. Thì đúng rồi. Giờ mấy cái con này nó còn rẻ hơn với Vision. Rồi cái bên anh con này luôn. Cũng rút hồ sơ nha anh chị. Nói thật rồi, bây giờ là mua xe là rất chi là dễ này. Với cái thời điểm này giá cả là ok. Đó, ngay như cửa hàng cũng vậy thôi. Cũng mua vào này khác. Còn ví dụ như là cái nào mà nhập ở những cái lô cũ ấy, thì lỗ 100% đấy. Dạ. Nhưng mà thôi đành thôi. 65 không, con này là 125. Cái giá ngày xưa của nó là 65.900.000, cái này là nốt đấy. Nếu mà nói là 65.900.000 thì bây giờ có thể là giảm cho anh em mình 10 triệu, đúng không? Là còn có 55.900.000. Dạ đúng rồi. Đó. 10 triệu là một con số nó rất là nhiều anh em nha. Con số rất là nhiều. Con này là 2016 khóa Smart K, không phải là đưa lên để mà giảm, mà cái này là cái giá đã nốt trên đây là giá cũ từ lúc trước. Cái này thì mặc dù cái giá trước là em không cập nhật được với anh Thắng, nhưng mà em biết được về cái dòng xe này, cái đời này thì em quay là em nắm giá cũng rất là rõ. Thì phải nói chung là hồi đó là nó phải 6 mấy anh. Đúng rồi. Chứ không có dụng mà 5 mấy được đâu.
Yeah. Do đó bây giờ giảm cho anh em mình 10 triệu. Yeah. Có sẵn hồ sơ anh em mình bấm biển sang tên, khóa thông minh nhé, khóa smart key. Rồi, tiếp tục mình qua con đây, đen nhám nè. Con này nó đen cũng... nhám, đen nhám con này là 150 2018 72.900. Xả luôn 4 triệu luôn. Dạ. Yeah. Còn có 68.900 thôi. Có một chiếc SH như này cả nhà mình nhé. Này anh em lưu ý nha, nó là đời 2018, đời cao rồi chứ không phải mấy chiếc mà là 12, 13, 14 mà mình lên form đâu. 18 lên form rồi. Không những nó lên dạng áo cái form ý, em nói dạng áo form ý nha. Rồi nó còn lên thêm cho mình một cái gác chân phía sau. Gác chân. Rồi cái lốc nồi nè. Đuôi. Rồi cái đuôi da đèn nữa. Đó. Anh em nào muốn chuẩn hơn thì giờ cố gắng mình lên cặp mâm với cái bô nữa là quá chuẩn. Rồi, con bên đây luôn anh. Con bên đây thì mới có lên được cái hai bên cái ốp bẩn này thôi, là lên form thôi, còn cái đầu đèn vẫn đầu đèn cũ. Dạ. Nếu mà anh em mình không thích thì có thể cửa hàng hỗ trợ full con luôn. Đây là màu đen nhám, còn bên cửa hàng cũng có hỗ trợ cho anh em mình là ví dụ như là thích xe rồi nhưng mà cái màu giống như là đi màu phong thủy á, thì bên cửa hàng sẽ hỗ trợ đổi màu cho anh em mình luôn nhá. Dạ. Đó. 125 khóa smart key. Con này là 57.900. Giảm anh em mình 4 triệu. Chỉ còn có 53.900 thôi. Dạ. Giá giảm bao nhiêu? 53.900. Cái bên con này đúng không anh? Rồi 57.900 cũng giảm 4 triệu luôn. Trong video hôm nay mình thấy là anh Thắng giảm cũng rất là nhiều. Anh em có những cái xe giảm 4 triệu và những con xe giảm cả chục triệu thì mọi người thấy rồi đó. Còn có 53.900 là được có mẫu SH full ý. Dạ. Còn đến nhám rồi. Rồi đây mình có anh con màu xám bạc ha. Con này biển số Long An 62S1 30971. Màu xám lông chuột 86.900. Giảm anh em mình 4 triệu mẫu này nữa. Dạ. Chỉ còn có 82.900 thôi. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Đây mình xuống mấy đây xe này. Nói chung là nhìn lên cái màu đẹp quá trời anh em. Tên phẩm ý mà kết hợp với cái màu nó rất là đẹp. 125. 125. Yeah. Máy móc zin hết. Giá của nó là con này đời 2015 59.900. Dạ, yeah, 59.900. Giảm cho anh em mình 4 triệu luôn. Đó, chỉ còn có 55.900 thôi. Dạ. Yeah. Rồi sang đến bên đây. Đây. 57.900. Rồi xả anh em mình 4 triệu luôn. Chỉ còn có 53.900. Yeah, đã có sẵn hồ sơ anh em mình sang tên màu xám lông chuột đó. Rồi cái bên con này luôn anh, 56.900. Giảm anh em mình 4 triệu. Mấy con này là mất biển rút hồ sơ hết rồi nha anh chị các bạn ha, có hồ sơ sẵn hết rồi. Dạ, ra tàu rất là nhanh. Còn có 52.900. Dạ, 52.900. Cái bên là con bên đây luôn đi anh, con này màu xanh xi măng. Dạ, xanh xi măng. 58.900. Giảm tiếp 4 triệu nữa. Yeah. Là còn có 54.900. Dạ, yeah, 54.900. Có sẵn hồ sơ phiên bản 2016 khóa smart key. Dạ. Rồi, ok anh. Rồi. Tiếp theo mình đến với con bên đây luôn. Màu xanh nhớt. Màu xanh nhớt 82.900. Giảm tiếp anh em mình 4 triệu luôn. Dạ. Yeah. Còn có 78.900 thôi. Dạ. Yeah. 2018 150 ABS. Dạ. Yeah. Xe thì đầy đủ giấy tờ chính chủ sang tên chuyển cùng thoải mái nha anh em mình nhé. Dạ. Yeah. Rồi sang đến đây nữa là chiếc biển số 94. Con này là màu xanh đời 2016. Yeah. 57.900. Giảm tiếp cho anh em mình 4 triệu nữa. Là còn có 53 triệu thôi. Dạ, yeah, biển số 94K1 27219 nha anh chị. Rồi, yeah. Qua đến bên đây là con 300i mới. Yeah. Trên cái video trước là bán anh em mình 130, rồi bán anh em mình 128 triệu. Yeah. Bao xuất hóa đơn cho anh em mình về sang tên nhé. Riêng mới 100% là xe mới nha chị, 100% luôn. 100%. Yeah. Chứ không phải là xe trúng thưởng hay cái gì nhé. Yeah. Rồi sang đây là ADV cũng vậy, phiên bản nhập khẩu luôn, 80.900. Yeah. Con này thì giảm tiếp cho anh em mình 2 triệu nữa là còn có 78 triệu. Yeah. Tặng 78 triệu. Rồi ok anh. Còn con bên đây anh, màu đỏ đây ạ. Màu đỏ cũng full ý, phiên bản 150. Đó. Này nó là 150 nha anh em. Nhưng mà được lên dạng áo full ý 63.900. Yeah. 63.900. Con này tôi bán anh em mình 57 triệu này. Yeah, 57 triệu đồng. 57 triệu là bớt bao nhiêu? Bớt giảm tới 6 triệu.
57 triệu. Yeah. Giảm tới 6 triệu 9 luôn đấy. Anh em nào mà có nhu cầu mua xe là phải, nói chung là phải tranh thủ trong cái dịp như thế này nha anh em ha. Phải tranh thủ trong cái dịp này. Rồi giờ Alo. Tiếp tục mình sẽ qua phía bên Alo. Kia nha anh em. Bên đây. Chiếc lít lít bán hết rồi anh ơi. Rồi rồi. Đây, bắt đầu từ cái dòng ớt thắt nữ phía ngoài đây nha anh chị. Rồi, đây là một cái chiếc ớt thắt nữ màu xám bạc nha anh chị ha, rất là đẹp luôn. Con này hiện tại đời mấy anh Thắng ha? Rồi, nói về SH Mod thì bên cửa hàng cũng còn khá nhiều. Yeah. Con này là phiên bản 2021. Màu xám lông chuột, rồi phiên bản cao cấp ABS. Yeah. Thì con này thì bên cửa hàng bán cái giá là 62 triệu 900. Nhưng trên video này thì bên cửa hàng sẽ đồng giảm giá cho mẫu SH Mod là 2 triệu đồng trên một xe. Yeah. Thế là con này chỉ còn có 60 triệu 900 thôi. Dạ, 60 triệu 900. Đó. Rồi, ok anh. Rồi, sang đến đây. Có là con màu trắng này, là biển số 62P145574. Con này thì bên cửa hàng bán cho anh em mình là 39 triệu 900. Yeah. Nhưng mà còn giảm giá anh em mình là 2 triệu nữa là còn có 37 triệu 900 nhá. Dạ, 37.9 thôi anh em. Cái bên mình có một chiếc tắc nữ sơn với một cái màu rất đẹp, giống như những cái chiếc mà nãy mình xuống áo gì đó, rất là yeah. đẹp luôn. Màu màu gọi là màu xi măng. Dạ. Màu xám xi măng. Biển số 67 45 triệu 900. Dạ, 45 giảm cho anh em mình 2 triệu là còn có 43 triệu 900 thôi. Dạ. Biển số 67. Rồi, ok anh. Rồi sang đây con màu đỏ. Con màu đỏ, con màu đỏ biển số 61C98535. Yeah. 55 triệu 900. Yeah. Giảm giá đi thì còn có 53 triệu 9 thôi. Yeah. Cái bên màu xanh. Màu xanh biển số 69 42 triệu 900. Giảm giá đi chỉ còn có 40 triệu 900 thôi. Dạ, yeah. 40 triệu 900. Alo ạ. Đây, con màu đỏ. Chờ em xíu, trả lời anh. Dạ, dạ. 62 triệu 9. Yeah. Vâng vâng, em trả lời anh sau rồi. Em trả lời anh sau, em quay giỏi video xíu anh. Đây, con này nhìn rất đẹp anh em ha. 50 triệu 900. Yeah. Biển số 62. Rồi, được giảm okay. 2 triệu còn 48 triệu 900 thôi. Yeah. Rồi tiếp theo sang đây nữa là biển số 63. Yeah. Con này 51 triệu 900. Con này thì 2017. 51 triệu 900. Yeah. Giảm cho anh em mình 2 triệu còn có 49 triệu 9 nữa. Dạ, yeah, còn 49.9 thôi. Rồi tiếp theo con sang, trắng tiếp theo luôn. 41 triệu 900 tiếp là 41 triệu 900, là còn có 30 giảm 2 triệu là còn 39 triệu 9 nhé cả nhà mình nhé. Dạ. Yeah. Rồi biển số 76 màu trắng máy móc zin. Rồi đó okay. là vừa qua là hết SH Mod. Còn vào trong đây là Vio. Vio thì bên cửa hàng cũng đang có chương trình giảm giá là 1 triệu 9 cho một xe. Ví dụ như con màu trắng hồng này biển số 79 Nha Trang. Con này có cái giá là 40 triệu 900 và giảm 1 triệu 9 nó chỉ còn có 39 triệu ạ. Trắng hồng nha anh em ha. Trắng hồng. Dạ rồi, ok anh. Rồi và đây là 42 triệu 900 biển số 61. Dạ. Con này màu đỏ candy thì được giảm 1 triệu 9 nó còn có 41 triệu 150. Dạ. Ok anh. Xám đen xám. Ừ. 41 triệu 900 chỉ còn có 40 triệu, là biển số 61C2005756. Dạ, nó là 150 nha anh em. 150. Dạ, 150. Rồi, cái bên còn xám xi măng luôn anh. 2021 biển số 63, 44 triệu 900, giảm anh em 1 triệu 9 là còn 43 triệu. Dạ, còn 43 triệu. Còn màu anh tím nha. 40 triệu 900. 40 dạ. triệu 900, biển số 60. Giảm cho anh em mình 1 triệu 9 còn nó 39 triệu. Nó là 150 luôn nha anh chị. 150. 150 nha, rất là đẹp, màu ánh tím luôn nè. Rồi, cái này con này luôn đi anh. Rồi, còn cuối cùng 41 triệu 900. Giảm giá đi em còn... đến với một cái chiếc AB 150 đi anh ta. AB màu okay. đen nhám ha, màu đen bóng nè. 150 biển số 94K. Dạ. 43 triệu 900. Vâng, con này thì bên cửa hàng giảm giá cho anh em mình là 2 triệu. Yeah. Còn có 41 triệu 900. 150 ABS đấy cả nhà mình nhá. Máy móc thì zin êm, xe nói chung là cực kỳ là đẹp nhá. Dạ. Rồi, chuyển qua bên đây là màu đỏ. Con này là biển số 73 Quảng Bình, đời 2019. Dạ. Yeah. Khóa smart key,
giá là 28.900.000. Yeah, mẫu này cũng được giảm giá 1.900.000, chỉ còn có 27 triệu thôi. Yeah. Sang đến đây là 2017, biển số 95. Yeah. 24.900.000. 24.900.000 mà giảm 1.900.000 là còn có 23 triệu thôi. Yeah. Rồi và đến đây là NVX. NVX hiện tại thì bên cửa hàng còn 3 chiếc. Yeah. 155 phiên bản khóa chìa. Con này bán anh em mình là 26.900.000. 26.900.000 nha anh em. 26.900.000. Được, xe này cho mấy anh to to con bự tí ha. Đúng rồi. Yeah. Con đó thì mới về xong, báo giá trực tiếp cho anh em. Còn qua bên đây 26.900.000, màu đỏ đen. Con này là biển số 64. Yeah. 125 nhé cả nhà mình. Con này thì ơ đo nó có 5.000 thôi. Nói chung là xe gọi là xe lướt. Yeah. Xe lướt, xe đẹp. Chạy rất ít anh em ha. Cái bên một con màu xanh đen tiếp theo. Nó màu là 100 xanh đen 125, con này 125 luôn. Con này giá chỉ có 23.900.000. Dạ. 23.900.000 nhá. Dạ, ok anh. Giờ anh em mình qua đây tới chiếc Janus nè anh em. Rồi, Janus. Janus thì con bên đây là 17.900.000. Dạ. Bỏ ngoài đi em ơi. 17.900.000. Dạ, 17 thì được giảm 1.900.000 là còn có 16 triệu chín, còn 16 thôi. 16 triệu thôi. Dạ. Tiếp theo còn Liberty ABS nha chị. Liberty ABS 24.900.000. Con này thì cũng được giảm 1.900.000 trên cái video trước không có quay chưa nhỉ? Dạ. Yeah. Màu trắng mà đẹp lắm nhá. Xe này nói chung là cực kỳ là ok luôn. Yeah. Đó, màu trắng ABS. Yeah. Kế bên là cũng là Liberty. Cũng kế bên là Liberty mà giá của nó chỉ có 11.900.000. Dạ. Yeah. Biển số 66. Biển số nó cũng hay hay đó. 66 03344. Dạ, yeah, 03344 số cạnh nha chị ha. 03344. Dạ. Yeah. Rồi sang đến bên đây là Vespa. Dạ. Yeah. Vespa thì con đầu tiên bên đây là biển số 74 2015. Máy 3V 14.900.000. Yeah. Lúc trước 15.900.000 giảm 1.000.000 thì anh em mình tới giảm tiếp cho. Dạ. Còn bên đây là 13.900.000. Con này là 2012 cũng phun xăng điện tử nhá, biển số 60 Đồng Nai. Nó giảm thêm cho anh em mình 900 là còn 13 triệu. Dạ. Yeah. Đấy là vừa rồi là em với Liêm là vừa sơ qua tất cả những cái mẫu xe bên cửa hàng cho quý anh chị em mình rồi. Thì anh chị em mình quan tâm đến mẫu nào thì điện thoại cho em hoặc nhắn tin qua Zalo. Số điện thoại thì Liêm sẽ ghi bên trái góc màn hình của quý anh chị em mình nhá. Yeah. Còn địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Di An, Bình Dương. Còn nếu mà anh chị em mình muốn tham khảo hay tư vấn cái gì đó thì cứ alo cho em. Chắc video cũng khá dài rồi. Dạ. Thì hẹn anh chị em mình ở video khác. Dạ. Rồi thôi thì anh em mình lên đây tí xíu nè. Thì trong quá trình quay anh em cũng đã quay hết rồi. Thì những cái dòng xe mới về hôm nay là cũng vẫn có. Và song song đó là những cái dòng xe mà những video trước cũng còn là một mới đó. Thì anh chị nào mà mới xem thì coi như là cũng xe mới hết à. Thì ai mà quan tâm con xe nào trong quá trình quay mà anh em mình ở đây quay không kỹ không rõ thì giúp em nha, liên hệ về cho anh Thắng để anh chụp hình quay phim rõ ràng hơn nha. Rồi thì anh Thắng có chia sẻ thêm vấn đề nào nữa không? Chỉ có vậy thôi. Còn nếu mà anh em mình nếu mà chốt được em nào đó thì cứ chụp lại màn hình gửi qua cho em. Cảm ơn anh em chị em mình đã xem hết video nhé. Thôi thân ái chào. Cảm ơn chị các bạn rất là nhiều nha. Xin chào anh chị.